Tèo tèo. MC Sĩ Kẹo xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. À mà đúng không ta? Chào mừng tất cả anh em đến với trường quay S9 ngày hôm nay. Thôi bốc phét thế thôi. Mấy ngày hôm nay thì có mấy cái thằng nó live stream phát Bitcoin cái gì trên kênh của tôi, mấy thằng hacker anh em ạ, cáu vãi. Và Sĩ đẹp trai đã quay trở lại với anh em nha. Được đăng video bình thường rồi. Ok, thì mọi người hãy nhớ là đăng ký thêm cái kênh mới nha, kênh dự phòng giúp mình nha, Sĩ Kẹo TV. Cái link kênh mình để bên dưới phần bình luận nha. Thank you mọi người rất nhiều. Ok. Nếu bạn có nhu cầu mua app, hãy đến với shopsikeo.vn. Shop app Free Fire giá rẻ uy tín, hiện tại đang giảm giá 50% tất cả các vòng quay. Và đặc biệt là tỷ lệ mà anh em nổ hũ trúng 19.000 kim cương còn dễ hơn anh em kiếm người yêu trong mùa đông này. Hãy đến với shopsikeo.vn. Annyeonghaseyo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Yeah yeah. Vậy anh em thấy là trang phục kẹo mà hôm nay có ngầu không ạ? Ui, thiên nhiên chưa kịp nhảy dù đã vỡ đầu rồi. Quá đen cho thiên nhiên số nhọn luôn. Ê, hết xó luôn. Anh em thì kẹo bắn chất lượng không ạ? Yeah, ok. Và mấy ngày vừa rồi tôi thề luôn, tôi vẫn cay với mấy cái thằng hacker nó hack kênh tôi, nó like mấy cái vớ va vớ vẩn. Thật sự là hơi bị khó chịu một chút. Nhưng mà ê, kẹo đã quay trở lại rồi đây. Tuổi gì mà hack được kênh của Sĩ Kẹo vậy? Thật ra thì mấy ngày vừa rồi mình cũng khá là xoắn quẩy anh em ơi. Chúng nó hack, chúng nó live stream xong là mình bị chặn 7 ngày không thể đăng video ạ. Do YouTube nó tự động chặn. Cơ bản là người ta quét là phát hiện ra là có mấy cái con cờ hó nó hack kênh của mình á. Ok, bây giờ thì không sao rồi. Nào anh em, let's go. Và đây anh em ơi, hiện tại thì mình đang ở cái khu vực đấy là tháp đồng hồ nhá. Để cùng xem đi kiếm người nào. Vâng, anh chàng tai thỏ ngày hôm nay sẽ đốt cháy cái trận đấu này được chưa anh em? Áo choàng rồi, nhưng mà lại còn phải tai thỏ xanh mới chịu cơ. Các bạn là tôi thích thế anh em. Được không, được không, được không? Yeah. Ê, hôm nay thích BD, thích hồng hồng, thích nữ tính một tí. Mà cái bộ trang phục ấy không thể hiểu được nổi anh em ạ. Quần thì quần màu xanh luôn. Chất lượng không ạ. Và kẹo thì vẫn sẽ đăng video lên kênh Sĩ Kẹo TV hàng ngày nhá mọi người nhá. Ok, có mỗi ngày hôm nay là lại ăn mừng kênh Sĩ Kẹo trở về. Thế nên là không có video trên kênh Sĩ Kẹo TV đâu. Nhưng mà ế, trên có người ạ? Riêng kẹo là kẹo thấy thấp thoáng bóng ai đó dịu dàng vụt qua đây đây. Nhanh lên, vỡ đầu hết xong em, chán chưa người anh em ơi. Được rồi nha, hiện tại thì combo của kẹo khá là ổn. Mình có một cây X18 này, MP40 này. Khả năng ở trên có người anh em ơi. Ném một quả liệu choáng lên xương xương chơi cái. Đấy, biết ngay. Đéo hiểu sao thì nên kiểu nhảy lên bắn như kiểu là mình đã xông lên á. Mình chưa có lên đâu nha. Check tình hình cẩn thận mới dám lên anh em ơi, không có liều được. Nào, bây giờ nhá, câu liệu căn giờ này. Có mỗi trái liệu duy nhất. Nào. Ê, nó không sao cả. Đúng rồi. Sao bên này trốn á? Ê, đứng. Làm sao đấy? Kìa, làm sao ấy? Tôi đứng đây tôi canh bạn đấy thì làm sao nào? Mà, anh em ơi, nó không chịu chạy ra. Thế nên là thôi nhá. Cho phép là kẹo xin được phép chạy chỗ khác anh em ơi. Không chờ với mấy đứa nhây này đâu. Chết sớm uổng lắm anh em ạ. Hôm nay đang quyết tâm top 1 cơ mà. Yeah. Đủ. Nó cứ bắn làm tôi ngứa mắt anh em nhỉ. Hay chả nhẽ bây giờ này. Anh vừa có thêm trái lựu rồi nhá. Trốn đi. Ê. Vai, không trúng. Né lựu đạn siêu thật được ạ. Ôi. Thì sao nó ra ngoài. Làm sao? Tóc xanh đúng không? Ê, tóc xanh có làm cho anh em lo lắng không? Đấy, trông mặt tôi kiểu đáng sợ. ui. Sợ quá. Lúc nãy là mình đi kiếm được cây shotgun rồi. Nên là tự tin thôi anh em. Ôi, bạn ơi. Yeah. Sức mạnh. AK rồng xanh nhưng mà phải cuốn máu đấy anh em ạ. Thôi, đang tính bật hành động nhưng mà bật hành động cái thằng nào lên nó bắn mình thì sao anh em. Yeah. Nào, dạo này thì kẹo cũng khá là ít chơi AK. Cơ bản là đang luyện tập lại cái combo súng cũ là X-M8 này, MP40 này. Thì bắn cũng rất là hay. Ê, áo, đừng có chạy kìa. Sao lại đối xử như thế với người ta này. Ê, ở trên có người này. Vãi thế, ui. Đừng nhá. Nó câu dịu xuống kẹo, ui, ở ngoài có người luôn. Đông ghê vậy. Chạy thôi anh em ơi, móc lốp chúng nó thôi. Chưa bây giờ đông quá là giải quyết không có nổi đâu à. Ép, nào, áo cam. Đấy, áo cam lên đường luôn. Hehe, 6 kill rồi, bình tĩnh. Ép thằng, nó trên anh em ơi. Đủ mã ghê vãi trưởng. Nào, đừng có bắn người ta như thế, người ta mềm yếu mà.
What the hell, mấy thanh niên này có vẻ hơi bị căng thẳng rồi nha, tranh thủ rút đồ cái, sợ vãi. Sợ té cả ra quần ấy. Đùa, đùa thôi. Lớn rồi ai lại tè với chả té ra quần. Không ai như thế cả đúng không? Yeah. Nhưng mà tôi vừa ngủ trưa xong là nước dãi tôi nó lại chảy ra cả gối, sợ kinh vãi. Mém hiểu kiểu gì? Nào, có phải là tôi mơ thấy đồ ăn ngon đâu mà là tôi mơ thấy các em ngon quá nên là chảy nước dãi không? Ê này, ui ôi, bắn vào đầu sợ chưa? Nào trốn đi, hộ cái này làm sao trốn đi? Ô, trốn thật à? Đừng, sao lại trốn người ta có làm gì bạn đâu? Ô, yeah, tôi qua đây cái. Này, nhảy lên rồi nhưng mà bắn không có đâu. Ê, ui ôi. Hôm nay thì nói chung là ở cái khu này nó hơi bị gấp quá anh em ạ. Để mà căn chúng nó bắn headshot thì thật sự là hơi căng thẳng. Nên là thôi, anh em xin phép cho tôi bắn nó từ từ anh em ạ. Chúng nó cứ dồn dập tôi thế này tôi cũng thấy sợ mà anh em. Yeah, ok nha. Thằng nào gáy phía trước đi nhá. Ê bạn ơi đừng có gáy như thế. Bạn ơi đừng nghiện nữa. Nhà mình còn gì đâu. Ê, được rồi nhá. Để mình qua đây coi nào. Làm sao thằng nào gáy? Nổ anh cái địa chỉ. Cho bố mẹ cái địa chỉ nào. Chỗ này đúng không? À thế à. Rồi. Anh em ơi, hôm nay thì tôi mang theo cái drone thính. Cơ bản là hôm qua chơi giải thì chưa kịp đổi lại. Điệp. Ôi. Đúng. Sao lại làm như thế với người ta này? Mình câu quả dữ choáng lên anh em ơi. Ây, thử lòng địch tí thôi. Còn đây lựu đạn này. Ôi, bỏ mẹ. Nhấn lộn sang cái nút bong keo anh em ạ. Thôi. Thế thì hỏng, bối rối quá anh em. Hôm nay được mở lại kênh Sĩ Kẹo. Bối rối quá. Mà nó vẫn đang ở trên đúng không? Bạn ơi, xuống đây chơi với tớ đi này. Này. chêm một tí anh em ạ. Đứng ở cửa chêm một tí thì nó bắn cho vỡ đầu. Thì có ngồi đấy mà khóc này. Xóc chưa? Ôi, nó đứng nó canh mình ở cửa sổ ạ. Trời ơi, bạn ơi. Bạn làm cái gì ạ? Mình đau đầu với bạn quá. Ôi áp lực quá anh em ạ. Tự nhiên lại ngồi ra cái lan can đấy. Ôi. Thôi bạn ơi, bạn ngồi xuống. Mình có chuối cả này. Mình thắp hương hộ cho lại còn cái thằng nào bên trường học kia. Đùa. Chúng nó cứ nhìn thấy tôi là chúng nó làm một bắn ra sao ta. Có phải. Đừng mà idol Sĩ Kẹo có biết chơi game đâu. Khổ vãi. Ê này. Ôi bạn ơi là bạn ơi, tôi yêu bạn quá. Bây giờ chuối tôi chuẩn bị sẵn cả nải rồi. Lên hương lên bàn thờ rồi chỉ chờ bạn lên thôi. Cà khịa mấy thằng địt xíu nhá. Đây tôi còn phải chui qua cái ống cống khác. Mẹ gì mấy con chó chui qua ống cống đâu. Nhưng mà nào, vẫn combo khá là ổn. Nhảy em vút cái để tập headshot anh em. Tập headshot. Nào, trên này có người không? Tập headshot gáy cái. Mà đang gáy thằng nào nó bắn cho thì thôi từ. Ui, đây à, ê. Gáy được luôn này. Tôi bảo anh em rồi. Tranh thủ thì tập thi thoảng nhảy lên cái vút cái đấy. Có khi lại ăn mạng bừa. Nhưng lúc nãy là tôi có chủ ý bắn vào đầu nó đâu. Nhưng mà đang chuẩn bị và là đang luyện tập. Tự nhiên nó lại nhảy vào cái đầu của tôi. Đầu súng chứ nhở. Bạn ơi. Để 10 kill. Wow. Vượt ngoài sức tưởng tượng của mình anh em ơi. Không ngờ trận game ngày hôm nay nó easy thế. Thật ra thì tôi chỉ muốn kiếm 10 kill một trận thôi. Nhưng mà thằng nào nó lại câu lựu lên. Mà cứ nhìn thấy tôi là chúng nó lao vào nhá. Ê đừng thế. Đừng có mạng vì yêu cứ đâm đầu chứ. Tôi là bên D ấy nha. Mặc cái bộ trang phục hường cánh sen ấy nha. Nha, thấy kìa. Ê này, chạy đi em ơi. Đậu xanh, chờ nó lên nhỉ. Có nên chờ nó lên không ta? Thôi, ngồi đây. Đứng đây. Nào lên đi bạn ơi. Này, mình ở trên này. Lên mà bắn đi. Nó không lên anh em ạ. À, có phải là bạn trêu đùa tớ đúng không? À, nó cũng đang canh mình. Mày canh bố ép. Headshot. Mà thế nào thanh niên ngồi canh mình. Ôi bạn ơi, tôi sót bạn quá, tôi thương bạn quá nhá. Yeah. À, thì mình đang luyện tập chơi game 3 ngón nên là trình độ headshot dần nó cũng cao lên nhỉ, được phết nhá. Exit game. Trận này thì còn có mỗi 2 kill rồi. Ui, tự tin rồi anh em ạ nhá. Cố gắng bắn 13 kill nhá, còn 2 đứa đấy ạ. Vòng bo thì đã thu lại rất là nhỏ. Và trung tâm vòng bo thì ở ngay vị trí thung lũng mà thôi. Yeah. Và nếu như anh em thấy giọng nói của tôi ngọt ngào thì anh em comment đi Sĩ ngọt ngào vào đấy cho tôi tự thưởng. Người ta gọi là tự thưởng cho bản thân bằng cách là kêu gọi các bạn là comment Sĩ ngọt ngào. Yeah. Nhưng mà dạo này mình cũng đẹp trai hơn mà. Cơ bản là tôi rửa mặt, chăm sóc da mặt kỹ lắm. Cho nó đẹp trai còn kiếm người yêu chứ.
các bạn cứ bảo là anh Sĩ ơi, anh kiếm người yêu đi, nhưng mà khổ lắm, tầm này yêu ai cũng bị xua đuổi đấy, thế nên là thôi tôi chấp nhận ở nhà chơi game làm video cho anh em xem thôi, chứ tôi mà có người yêu thì chắc gì đã có video cho anh em xem. Nói thế thôi, anh em đừng bơ tôi nhá. Ok, hai đứa nào. Baby à, thế rồi, baby kiss up to me. Nào, làm gì ấy? Tôi mới sợ đến cộng lông chân của nó thôi mà nó đã chạy xoắn hết cả đít rồi. Ê, này bạn ơi, ui, bắn bừa cũng lên đầu. Ui, áo đỏ. Ê, đứng. Nào, ui, sợ vãi. May mình luyện tập được cái bom keo ngồi không thì vỡ mồm. Ê, nào. Ê, đứng. Yeah, được chưa. Ngon dai chưa. Chuẩn đẹp trai chưa? Ok luôn. Vậy là bây giờ chỉ còn thằng cuối này. Này. One shot. Woo, yeah. Thành công rực rỡ nha, Booyah anh em ơi. Và tầm này thì chắc là kẹo cũng sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye.